Thưa quý vị, mới đây công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra vụ cô gái 18 tuổi đón xe ban đêm bị tài xế xe ôm dở trò đồi bại. Tại cơ quan chức năng, tên này khai nhận đã lợi dụng nạn nhân không giành đường, chạy lòng vòng chờ trời, tối rồi bắt trói nạn nhân vào gốc cây để thực hiện hành vi thú tính của mình. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 16 giờ ngày 5 tháng 8, chị D, sinh năm 2005, quê Vĩnh Long, đến khu vực ngã tư Bình Phước ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đón xe khách để về tỉnh Bình Phước thăm bạn. Trương Minh Hiếu đang chạy xe ôm gần đó, nảy sinh ý định đổi bại nên chạy lại mời đê đi xe. Thấy cô gái chân trừ, Hiếu nói giờ này không còn xe khách đi Bình Phước. Nghĩ giờ muộn hết xe khách đi Bình Phước và đi xe ôm cũng rẻ hơn, nên chị đê đồng ý đi lên xe ôm của Hiếu. Lợi dụng khách không biết đường, Hiếu chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường ở tỉnh Bình Dương trời trời tối. Sau đó đối tượng này chờ cô gái vào bãi cỏ vắng người ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An. Tại đây, đối tượng tấn công, đe dọa chị Đê, sau đó dùng dây chói bị hại và thân cây, thực hiện hành vi thú tính. Sau khi Hiếu bỏ đi, chị Đê nhanh chóng đến công an phường Bình Hòa trình báo. Nhận được tin, lực lượng công an phường Bình Hòa nhanh chóng xác minh điều tra. Công an đã xác định được đối tượng và mời Hiếu về làm việc sau vài giờ gây án. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hiếu đã thừa nhận hành vi thú tính với chị D Công an sau đó đã đưa đối tượng ra hiện trường vụ việc, thực hiện công tác điều tra hiện trường. Tại đây ghi nhận nhiều dấu vết và vật chứng trong vụ việc. Qua sự việc này, một lần nữa cảnh báo tới các bạn nữ cần cảnh giác với mọi đối tượng tiếp cận, kể cả đi xe công nghệ. Bởi không ai có thể lường trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hiện công an đã bắt giữ đối tượng Hiếu để điều tra vụ việc. Liệu tên này sẽ bị xử lý như thế nào? Chúng tôi sẽ cập nhật khi có những tin tức mới nhất đến quý vị.